Xin chào. Em xin chào tất cả ông bà, các bác và mọi người trên kênh Anh Linh Ba Bế. Dạ vâng, các bác thân mến, ngày hôm nay thì cũng rất vui tiếp tục có một buổi nữa em Dìa đồng hành cùng team. Hôm nay là sẽ đi vào nhà em Dúa các bác ạ. Nhà em Dúa thì em bé chưa đến lần nào, nên là hôm nay là có em Dìa là em làm hoa tiêu dẫn đường ấy các bác. Thì vừa rồi các bác cũng đã biết là em Dúa là cũng đang đi cùng team phiên dịch được mấy hôm. Chắc có lẽ là khoảng tầm 2-3 hôm thôi, cũng vừa mới đây các bác ạ. Thì hôm nào đi vào trong cái khu khâu vai này thì là sẽ nhờ em ấy là cũng đi phiên dịch ấy. Vâng. Thì hôm nọ là cần 2 cần 3, đi nhiều nhà, nhiều hoàn cảnh là cũng có tí quà nhưng mà cũng không chở đi được. Cũng hơi bất tiện một tí là em ấy là thứ nhất con nhỏ, thứ hai em không đi xe máy được ấy. Thế nên là hơi gọi là bất tiện một tẹo, nhưng mà thôi cứ cố gắng cho em ấy là đi theo để tạo một ít công ăn việc làm, bởi vì mỗi ngày đi về thì anh cũng giúp đỡ một tí, nói chung tiền tiền rau tiền sữa cho con thôi. Đúng rồi anh ạ. Cũng như là anh vừa mới nói xong thì theo em ở đây cũng như là bà con lóp xó thì em cũng hiểu và nắm rất rõ về cái gia đình này. Thì là kiểu gia đình em Dúa thì không chưa nói gì về cái sữa rồi là mọi thứ gạo các kiểu, gọi là cái hạt ngô có không có mà ăn ấy. Theo về cái gia đình này thì em biết từ trước tới nay thì cũng gọi là thuộc một cái gia đình gọi là nghèo khổ, nghèo khổ nhất. Và cũng gọi là cũng gặp nhiều những cái khó khăn và những cái bế tắc trong cái cuộc sống trong thời gian vừa qua. Và cho đến hiện đại thì hiện tại thì cũng gọi là ngô mọi thứ nói chung là không đủ ăn ấy. Và nói chung là cũng nhiều thứ lắm. Vừa rồi thì anh cũng nghe em Dúa này cũng kể sơ qua một chút, nhưng mà tóm lại là em ấy kể thì nó vẫn còn khá hạn chế, vì là cái tiếng nói thì bây giờ nói cũng khá sõi, nhưng mà để mà nói kể sâu xa về cái hoàn cảnh gia đình ấy thì anh cũng chưa nắm rõ. Hình như là nghe mấy con nói là bên chồng này hình như là cũng dạng mồ côi hay sao phải không? Vâng, anh ạ, ở đây thì em cũng nói luôn về cái gia đình của em Dúa này. Theo cái gia đình này thì là từ xưa thì là cái hoàn cảnh này rất là phải nói là một cái gì đó nó rất là buồn. Mồ côi cha mẹ từ lúc mấy anh em là còn nhỏ á, thì là lúc trước thì là mẹ là mất xong. Mẹ mất xong là được cách hình như là 2-3 năm á, là đến bốn. Bố mất. Bố mất xong cách 2-3 năm là đến anh trai. Do là cái cuộc sống quá là bế tắc nên là có nhiều cái nó gọi là chẳng hạn như kiểu là vấn nợ ấy. Hoặc là những cái gì đó phải nói chung là một cái hoàn cảnh như thế thì nó không biết sống ra sao nữa. Thì là bố xong là đến mẹ, mẹ xong là đến anh trai. Anh trai ruột cả, anh trai ruột luôn, nghĩa là con cả ấy. Thì là cả bố ba, nghĩa là hai ông bà và con trai là đi hết. Là hiện tại thì là ba ngõ mộ trước mắt này, đây này, đây là ba ngõ mộ của một gia đình luôn. Thì về sau thì còn là hai em trai là khác tự nưa tựa nhau á. Thì là hình như nghe em Dúa và em cũng được biết đến là có cậu con trai thứ hai thì lấy em Dúa về thì cũng gọi là không có tiền á, thì không làm được cái sinh lễ cho nghĩa là bề ngoại. Thì như kiểu là đang lấy nợ ấy, đang lấy vợ vợ nợ chả thế. Tức là em Dúa về đây làm dâu nhưng mà là bên chồng là cũng chưa có cái gì giả cho bên ngoại hết ấy. Rồi. Em ấy vừa rồi cũng có một vài lời tâm sự ngắn thôi, thì em bảo là bố mẹ cũng mất nhiều, và cái thời khi mà bố mẹ mất ấy thì là gia đình cũng vay mượn khá. Thế bảo là 50 triệu, thì bây giờ là ông chồng đi làm ở đâu đó Bắc Giang ấy. Thì là mỗi tháng cũng gửi về, thứ nhất là trả cái khoản tiền lãi, và tiếp theo thì cũng gọi là chăm lo con cái ấy. Đâm ra là cũng rất là khó khăn bế tắc. Theo em biết thì cũng kể là gia đình ấy thì cũng nhiều như cái như thế, thì còn bán đi cả đất ấy. Hay như là mẹ mất cũng bán đất này, đến ông mất cũng bán đất, đấy anh trai cũng phải bán đất, nghĩa là một cái khoảnh đất thì cũng phải xẻ để bán đi dần. Em theo em biết thì bây giờ chắc là cũng không còn nhiều nữa. Tức là mình bán đi để lo những cái đám ma chay đấy hay là về công việc gì nhỉ? Theo em biết thì là bán cái sau mà cái con ngựa đã bị mất rồi thì sẽ bán cái khoảnh đất để gọi là lo cái hậu sự cho ngựa đã khuất. Thì là Mimi gọi là bán hết những cái đất đi. Do là gia đình hoàn cảnh cũng khó khăn ấy, đâm ra là cũng hôm nay thì có chú Dìa chia sẻ tâm sự thì anh mới nắm thôi. Thì còn đây thì hôm nay vấn đề chủ yếu ấy là đi vào trong nhà của em Dúa này này, thì có một số những cái bác mạnh thường quân là có ủng hộ cho gia đình nhà em Dúa các bác ạ. Em Dúa xin lỗi các bác. Xin thưa các bác là thời gian vừa rồi em Dúa đi cùng team ấy thì cũng có nhận được cái phần quà của
cô Lan Quế Trung ở California là có tài trợ giúp cho gia đình ấy là $50, quy ra tiền Việt hiện nay là được 1.225.000 đồng. Và tiếp theo thì có chú Hà Cường, chú cũng gửi tặng cho em Dúa là 200.000 nữa. Còn một chú nữa, cô chú Vinh Lê các bác ạ, thì cô chú cũng bảo là trợ giúp cho em Dũng 1 triệu. Tuy nhiên thì hôm qua hai chú cháu cũng vừa mới trò chuyện với nhau, chắc có lẽ là ngày hôm nay là chú cũng gửi, nhưng mà đến ngày hôm nay thời điểm này thì ý là tiền từ nước ngoài gửi về thì nó cũng có mất một cái khoảng thời gian nhất định, đâm ra là hiện tại nó chưa nhận được, cũng chưa biết là được bao nhiêu hay như thế nào. Cái vấn đề đấy thì sẽ đi vào trong này chia sẻ ở một cái nội dung khác, cũng như là khi nhận được thì chúng con sẽ đi vào trong này và trao lại cái phần quà đó. Thì hôm nay cũng rất là vui. Và còn một phần quà nữa là của cô Lan Quế Trung ấy các bác, là cũng gửi tặng cho team, thì tí nữa được rồi, cuối nói đến sau. Bởi vì là cô là cũng là một nhà hảo tâm, một là mạnh thường quân, cũng đã đồng hành cùng team cũng rất là lâu rồi. Thì thời gian vừa rồi cô cũng về thăm các cháu và cũng lên quê hương Lạng Sơn, cũng lên trên này thăm bà con này, thăm em lúa các thứ nữa. Và cô cũng dẫn các cháu đi tham quan rất là nhiều nơi. Qua đây thì con cũng không biết nói gì hơn, gửi lời cảm ơn đến cô, đến chú, cũng như chúc gia đình cô chú là luôn thật nhiều sức khỏe, cũng như cảm ơn cô lại tiếp tục đồng hành cùng với các con để có những cái hoàn cảnh ở trên vùng sâu vùng xa như những hoàn cảnh của em Dúa hiện tại thì có thêm phần quà của cô. Đấy, bây giờ là chi tiết câu chuyện có lẽ là cũng xin mời các bác là cùng đi vào trong nhà của em Dúa để xem mà tình hình như thế nào nhá. Vâng. Cũng mời ông bà cô bác và mọi người theo dõi và đồng hành cùng anh cháu cháu để đi cụ thể hơn vào trong cái căn nhà của em Dúa. Vâng. Em Dúa này thì thực ra là vừa rồi ấy, đi phiên dịch này là em gì em cũng gọi là giới thiệu hướng đến vì là team em hiện nay là cũng không có ai để mà phiên dịch ấy. Vâng. Do là bà con ở trên này thì cái tiếng nói rất là hạn chế, nên là cũng như là thời gian vừa qua thì lúc em không ở nhà thì cũng bảo em Dúa là đi cùng anh để gọi là phiên dịch một tí cho nó gọi là như thế cũng là một cái động lực cho em đấy. Bởi vì là chồng thì cũng đi làm rồi thì kinh tế gửi về thì trang trải nó cũng vẫn còn hạn chế. Thì đi cùng anh thì cũng gọi là nhiều thì không có nhiều, nhưng mà để mà nói là sữa siếc cho con cái thì anh nghĩ là có thể, nhưng mà tiền gọi là để dư mà đút túi là không có đâu. Anh ạ, theo bà con ở trên này để mà đi làm một cái công việc nào ở giữa xua thì để kiếm ra được một cái khoản thu nhập dư giả thì hầu như là không có. Nếu mà ai biết đi kiếm được cái công việc này ngon hơn thì có thể là mua được cái thực phẩm cho gia đình. Nếu mà có không thì có khi gia đình có phải đi kiếm tiền để đi đón về nữa cơ. Nên là không dễ dàng gì mà đi làm ở giữa ở chỗ nào đó mà kiếm được cái công việc nó dễ dàng chả. Trên này nói chung là cái tiếng nói thì nó rất là hạn chế, đâm ra là bà con đi làm thường là qua những cái người môi giới ấy, đâm ra cái số tiền kiếm được nó cũng rất là hạn chế. Cho nên là dạo gần đây thì em bé cũng thường hay là có những chương trình, một là kết nối tình duyên và thứ hai nữa là cũng kết nối những cái công ăn việc làm, nhằm tạo một cái cơ hội nào đó để cho bà con là trực tiếp là kết nối từ những cái người cần việc cũng như là việc cần người, có thể hai người họ kết nối được với nhau. Bác chứ. Bác lên đây chơi à phải không? Lên đây chơi. Anh em hay sao? Anh em ấy. Anh em à? Của quần này phải nói là uy tín. Bác chứ đây các bác ạ. Bác chứ là chưa có người yêu. Chưa có à? Chứ là được một giọng là bảo là muốn cái gì nhỉ? Nhớ chị Thắng lắm. Thế á? Cẩn thận nhé. Chị Thắng có người yêu đấy. Hôm vừa rồi là đi xem mắt ở dưới Phú Thọ, nhưng mà không biết là câu chuyện tình hình như thế nào, thì không biết là hai ông bà nó có liên hệ với nhau hay không thì em không biết. Đây là nhà em Súa này, em Dúa xin lỗi, toàn bị nhầm thôi các bác ạ. Thì một trong những căn nhà khi mà bước vào thì cũng thấy ở bên trên này cũng lợp bằng cái tấm polo, và cái vách nhà cũng bằng tấm polo nốt. Những cái miếng miếng bro vỡ anh ạ. Cái này là gọi là xin chào. Đây con à? Con đây nhé. Là con đấy. Hello em. Hello. Xin chào anh ạ. Tôi đi chào em Dúa. Cho cháu mặc cái ít quần áo cái đã. Xem bên này trước chị Thắng ạ. Một tí thấy về YouTube lại cắt mất đi các bác ạ. Cái này chắc là nuôi lợn nuôi bò. Hình như là theo em biết thì hình như là có vợ chồng là nuôi cái con bò nuôi dễ để lấy cái phân về trồng ngô đấy. Bà con trên này có một cái là nếu mà không có con vật nuôi để có cái nắm phân thì hầu như là cái năng suất sẽ không được hiệu quả.
Vâng. Nên là không có cũng phải đi tìm bạn được về nuôi dễ để lấy cái phân. Nghĩa là nuôi bỏ cho người ta nhưng mà mình là được cái phân. Tức là trên này thì là đấy cũng là một trong những cái cách thức để gọi là bà con có phân lân để mà xuống ruộng ấy, không phải ruộng mà là xuống nương để cho cái ngô nó sẽ phát triển cũng như là tốt hơn. Con cái nhà mình đâu hết rồi? Đây à, một cháu này, hai này, ba cháu rồi, ba cháu. Hôm nay là các cháu lại còn không đi học cơ nhỉ? Đâm ra là ở nhà gọi là cháu thứ hai này đi học chưa? Chưa. Còn mỗi cháu cả là đi thôi. Cháu cả này học lớp mấy rồi em? Mẫu giáo. Học mẫu giáo à? Cháu này được mấy tuổi? 3 tuổi. Còn em này? 1 tuổi. Cháu này là mới này, tức là bây giờ là phải bồng bế, cháu này chưa tự chơi được phải không? Vâng. Ông chồng là lễ này có được về không? Dạ, chưa. Chưa. Thế là làm thông lễ luôn đấy nhỉ? Ấy dạ, ô mẹ ngay. Thanh niên này là con mẹ rúa đây. Gặp khá là nhiều nhưng mà hôm nay mới biết. Lớn nhỉ? Lớn tướng rồi này. Lớn tướng hả? Học lớp mấy rồi em? Học mẫu giáo à? Ôi dồi ôi, quậy mẹ này đấy, thấy chưa? Thế là ngày nào ở nhà là cũng cõng con như thế này? Vâng ạ. Làm nương làm dẫy là cũng đều phải cõng như thế này hết à? Vâng ạ. Cũng đi theo. Nghĩa là đi làm nương cũng phải gọi là cũng có đi theo ấy. Đi cả ngày luôn. Theo một điều em biết ở trên này bà con thì là đi vu ngô ấy, hoặc là đi trồng ngô thì cũng phải cõng co để đi theo, và trong đó thì làm cả ngày, gọi là đi phơi nắng cả ngày luôn ấy. Các con là cũng nhỏ nhỏ như thế này, cũng gọi là cái bản năng của nó là cũng đi từ lúc còn nhỏ thôi. Thế là cũng khỏe đấy nhỉ. Thế là thường là đi làm như thế này thì trời nắng các thứ này làm tầm mấy giờ về em? Làm cả ngày luôn. Làm cả ngày luôn, cả buổi trưa cũng làm luôn. Thế là mang cơm đi theo ăn à? Vâng ạ. Úi dồi, cái này căng quá nhỉ. Em bé này bây giờ ăn được ngô chưa hay là ăn mèn mén? Xin lỗi, bà ăn được ngô hay ăn mèn mén như bà thế? Ăn gạo. Tức là chồng con đi làm kiếm được tiền về, gửi về là cũng mua gạo cho cháu đúng không? Thế bây giờ mỗi ba mẹ con ở đây. Thế còn vợ chồng chú đấy cũng ở đây luôn chứ? Ở đây luôn, em là ở nhờ thôi. Em ở nhờ thôi à? Vâng. Tức là nhà cửa ấy thì là sẽ để cho con út đúng không? Thường ở trên mình là như thế. Anh ạ, theo ở trên này hầu như là bà con nhà nào cũng vậy. Nhà cửa bố mẹ có để lại thì là sẽ con nào là con út thì sẽ được ở lại cái căn nhà của bố mẹ. Nếu mà các anh ấy thì sẽ gọi là tự đi lập riêng. Thì là chỉ hình như là rúa, vợ chồng rúa là anh á, còn là vợ chồng trẻ em út nữa. Thì là nếu mà như thế thì em cũng nghe nói về gia đình em rúa thì cũng bảo là em trai không cho ở hả? Không cho ở. Đi làm về thì không cho ở nữa. Thế là bảo ra ở riêng cái gì? Vâng ạ. Tức là đây là cái căn nhà của em rúa, tức là cũng là bố mẹ để lại, nhưng mà thường ấy thì con út sẽ gọi là thừa hưởng cái căn nhà. Nói chung ở đâu cũng thế, như ở quê tới anh cũng như vậy này. Nói chung con út là thường là cái người mà lo cho ông cho bà ấy, xong bắt đầu là bao nhiêu là cũng có chia, nhưng mà để mà nói cái nhà cửa ấy thì là sẽ để cho con út. Dưới anh thường cũng là như thế, nhưng mà cũng tùy thôi, có khi là cũng con thứ hai, có khi cũng con cả. Nói chung ai ở với ông bà thì ấy thì được, nhưng mà trên này có vẻ là bà con ở trên này cứ rất là coi trọng về cái khoản con út. Ở trên này cũng như anh phải nói xong cũng có, nhưng mà ít. Kể là con cả, con thứ hai thứ ba ở với ông bà thì cũng hơi ít. Thế là như bố mẹ chồng em là mất lâu chưa nhỉ em nhỉ? Mất lâu rồi, em về không thấy, không biết. Thế là trước khi em về đây là gia đình chồng là mồ côi cái gì? Thế là không có bố mẹ. Rồi lúc đấy là ông chồng em cũng trẻ trẻ thôi nhỉ. Lấy chồng hàng 7-8 năm nay rồi cơ mà. Đúng không? Nhưng mà lúc về anh trai còn không? Có. Lúc về anh trai còn đấy. Anh trai là mất sau này à? Vâng ạ. Thế em nghe em dì bảo là lúc anh mất ấy thì là cũng đất đai là cũng xẻo đi một phần để gọi là lo đám các thứ cho anh à? Vâng ạ. Bố mẹ cũng bán. Bố mẹ cũng bán.
Thế thì bây giờ hiện tại còn bao nhiêu? À, 2 gói thôi. À, một vụ trồng được 2 gói. 2 gói nghĩa là 2 cân giống á. Ừ. Chia ra là mỗi người 1 gói. À. Nghĩa là em trai 1 gói mà vợ chồng là 1 gói. Tức là bây giờ chắc là cũng hai nhà mặc dù ở chung cái này cứ bảo là tất nhiên là phải có một trong hai ra ở riêng rồi. Thì vì là hai cặp vợ chồng ấy là ở với nhau thì nhiều khi nó cũng hơi bất tiện các bác ạ. Nếu mà nhà cửa ở dưới xuôi mà phòng này phòng kia nó kín đáo thì mình chả nói. Nhưng mà ở đây như nhà em Dúa thì các bác cũng có thể là nhìn thấy là cũng tương đối là cũng tềnh toàng một chút. Với lại ở trên này thì gần như là con út thì sẽ ở lại và thừa hưởng lại cái căn nhà, còn hai vợ chồng em Dúa thì phải ra ở riêng. Đấy, nhưng mà bây giờ là tính ra ở khu vực nào là biết chưa hả em? Dạ. Bây giờ tính ra ở cái đoạn nào là biết chưa? Em xin anh chị và các cô chú không anh họ thì em nó tiếng Mông thôi, anh tiếng Kinh thì rất khó. Hiểu rồi. Nghĩa là kể là em cũng có cái câu chuyện để muốn nói, nhưng mà do là cũng nói thêm mấy cái câu chuyện dài dài thì hơi khó, không nói được hết phải không? Vâng. Muốn nói vào tiếng địa phương gì? Vâng. Ý là như thế. Okay. Thế thì ra bên ngoài này một chút nhỉ? Ra bên ngoài này một chút để cho nó sáng một tí cũng như rộng rãi. Thưa ông bà có bác và mọi người, bà con ở trên này để mà cái tiếng phổ thông để nói thêm một cái câu chuyện và thành một cái gọi là một cái đoạn văn chẳng hạn thế thì rất là khó để nói vào một cái vấn đề như vậy. Nên là như em Dúa chẳng hạn thì cũng gọi là nói được sơ sơ qua thôi. Nếu mà để nói được những cái cơ bản và chi tiết thì cũng gọi là hơi khó. Rồi ok, bây giờ cũng xin phép anh rồi, xin phép ông bà rồi. Bây giờ thôi thì có cái tâm sự gì hôm nay ở đây thì cứ nói thôi. Để xem là câu chuyện gia đình mình như thế nào hay ra sao thì có thể là sau những cái thước phim này ông bà sẽ nghe được và đồng cảm với hoàn cảnh gia đình mình nhé. Nhà li thầu nhà loại tôi chỉ bảo tiểu nhà chỉ bông thật từ hiểu để u loại nó nhà li tổ chức lo tia u tổ chức cái nhà cái hai tia nhà thầu nhà tua u chỉ tôi mới khó té là một bao nhà thế chính đây tất cả u chỉ sợ bông nhà đi lò cho anh mới khó ai là một bao gì ạ để u lò tôi bảo tiểu để đi lò cho tao chín đây tao cá đây đi lò chơi bóng chơi tổ chức thế tổ cái tiệm mới khó té là mù bảo tổ đi lò chơi như tôi chỉ một té ủa lại tổ chơi như tôi chỉ một té ủa câu chuyện em Dúa muốn nói là như thế này. Em cũng bảo là từ lúc em về lấy chồng á thì là đã như thế rồi, gọi là cũng nghe chồng nói là mẹ mất thì bán một ít đất để lo cái hậu sự và cho mẹ, thì là cũng nhiều cái khoản vài nợ nần thì gọi là cũng chồng chất lên nhau. Nhưng mà không từ lúc mẹ mất về 2-3 năm sau thì lại đến bố đấy ông ấy mất, lại mất tiếp thì lại không có cái gì đó, thì là anh trai lại bán đi một ít đất để gọi là lo cái hậu sự cho bố nữa. Mà sau đó thì lại nhiều cái chồng chất lại lên nhau như cái đống nợ. Thì là lại bố mới xong lại khoảng cách về 2-3 năm sau thì lại đến lừa anh trai. Đến lừa anh trai thì lúc đó lại đến lừa hai anh em về sau này cơ. Nghĩa là chồng của em Dúa và em trai nữa. Lúc đấy thì anh trai không còn nữa thì gọi là không ai làm chủ nhà nữa, thì là còn đến lừa hai anh em gọi là lo cái hậu sự cho anh trai, anh cả. Thì là lại bán đất đi để lo cái đám tang cho anh trai. Thì trong khi đó thì đến bố mẹ rồi đến anh trai thì một cái phải nói là mình cũng nghĩ một cái nao na là rất là lớn. Đấy, một cái nợ nần cũng gọi là chắc mình cũng hiểu, gọi là hiểu nhỏ nhỏ thì cũng chắc là cũng không hề đơn giản một tí nào luôn. Thì là em Dúa cũng bảo là từ lúc đấy đến giờ thì lúc về lấy chồng thì cũng bảo là không có cái gì gọi là đủ ăn hết đó. Hôm nọ cũng thấy em Dúa em cũng chia sẻ là cũng mượn ngân hàng 50 triệu mà. Thế là đợt đấy là hoặc là vay khi bố mẹ mất hay là vay khi anh mất hay là kiểu như nào? Nếu khó chịu trò này thằng ta nhiều tiền để giải đâu thảo anh ăn nhiều giải đó ăn gì nhiều giải đó thì thảo có tiền là cũng mình để thiết giải đó. Phải giờ đi lỗ thế là phải nói là cái khoản này chắc là em cũng bảo là từ lúc em về đã có cái khoản này rồi. Khả năng là của một từ bố từ mẹ đấy như thế nhỉ, đúng không em? Ông trai nghĩa gì đó rồi? Trời lâu lâu tôi chỉ bao lâu thì tôi mua lấy là số tôi chỉ bao tiền thì trả nhé. Nên đi các cháu thể á? Chị tao ạ. Đúng rồi, bây giờ cái khoản đó vẫn còn. Vẫn còn nguyên à? Vẫn còn nguyên, hay gì trôi á? Thể lì chứ?
cái ly xưa ấy cho nó nhớ được. Nghĩa là chỉ giả tiền lãi thôi, cái tiền gốc 50 triệu thì vẫn còn đấy. Nhưng mà 50 triệu thì thật sự ở trên này thì là một cái gì đó, cả một vấn đề rất là lớn luôn. Phải nói là bà con để mà có 50 triệu đấy thì không hề đơn giản, và cũng gọi là để giả được thì cũng hơi khó. Nghe cũng rất là khó khăn các bác nhỉ. Vì là do cái hoàn cảnh gia đình, thứ nhất là khi mà bố mẹ mất ấy, thì là tức là chồng em Dúa này, cũng như là chỗ người chú bây giờ đang ở cùng em Dúa ấy, hai vợ chồng người chú ấy, thì là vẫn còn thời gian đấy vẫn còn rất là trẻ, thế nên là cũng không có đi lao động được, không đi làm thuê cũng như không có tiền, nên ra là cũng quyết định là bán mảnh đất để lo tiếp cho anh trai. Lúc đấy ấy, lúc mà bố mất rồi, đã bán rồi thôi, anh trai lại mất đi thì là của Dúa là người quyết định mà này, anh cả lại thành anh cả, đúng không? Lại gọi là lại bán thêm lần nữa, đâm ra là bây giờ trong nhà cũng chỉ cần còn chỉ còn là chia nhau mỗi anh em được một gói giống. Thế thì là cuộc sống là càng khó khăn càng bế tắc rồi. Nói chung nghĩ là nếu mà anh ạ, như anh vừa nói xong á, ở trên vòng cao này mà một gói giống thì phải nói là không thấm vào đâu luôn. Không có gọi là, nếu mà năm nào mà mất mùa thì nói chung là không thu hoạch được. Giả sử là như thế. Năm vừa rồi nhà mình được nhiều không em? Tao mê xưa. Năm ngoái được nhiều. Tao mê xưa. Những cái câu đơn giản thì cứ nói tiếng Kinh cho nó dễ. Câu đơn giản nếu mà không nói được nhiều cứ nói bằng tiếng phổ thông. Nói tiếng Kinh cho ông bà nghe nào. Được ít thôi anh ạ. Được ít à? Vâng. Thế liệu năm nay đủ ăn không em? Không đủ. Không đủ à? Vậy chồng em chú á cũng có nói là nếu mà khi nào ấy vợ chồng mà có tìm được cái chỗ nào ở thì hãy đi ở chỗ nào, để khi nào vợ chồng chú về thì sẽ ở căn nhà này. Nhưng mà vợ chồng, nhưng mà Dúa cũng bảo là bây giờ thì cũng không có cây này, giờ là không biết đi ở đâu nữa. Bảo là bây giờ tự dưng mà đi làm một cái nhà hoặc là một cái lán gì đó thì cũng gọi là rất là khó. Em Dúa cũng bảo là bây giờ cứ ở tạm đây thôi. Cơ bản là hiện tại là kiểu là điều kiện chưa có, là hai vợ chồng đang gọi là tạm nhờ lại ở với gia đình của chú thím. Cũng giống như là cái hoàn cảnh của chỗ em Mỹ ấy các bác ha. Em Mỹ mà Hồng Nhan Bạc Phận mà thời gian vừa rồi cũng không may cũng qua đời ấy, thì là em Mỹ là ở với lại người chú, nhưng mà em Mỹ là bên ngoại là cũng bắt tách ra riêng, vì là người chú là cái căn nhà đấy là căn nhà của người chú cơ. Cũng giống như là em Thề cũng như thế. Anh cả thì ra riêng và người chú thì sẽ ở lại cái nhà chính của ông bà. Nói chung là mỗi nơi một cái dân tộc cũng như là nó khác, có một cái khác nhau ấy. Ở dưới anh thì cũng thường là như thế, nhưng cũng không phải là nhà nào cứ con út là ở cái nhà chính đâu. Thường là cũng người thứ hai, thứ ba hoặc là người cả cũng được. Nói chung ai ở lại nuôi bố mẹ hoặc là được cái thì ở lại cái nhà đấy, còn không thì nói chung là như chỗ em Dúa này, hai vợ chồng là tức là bên em chú là cũng bảo như thế rồi gì. Thế em chú là cũng lấy vợ rồi đúng không? Lấy rồi. Thế là có con chưa, mấy cháu rồi? Một cháu rồi. Một cháu ở nhà với mình luôn à hay gì? Thế là hai cái chú thím là đi làm gì? Đi làm thuê á. Ngồi trên tông nữa. Đi vắt chuối, vắt chuối, nhưng mà không biết là làm ở đâu. Nhưng làm ở xa nhà gì? Tức là mấy tháng mới về cơ đúng không? Bảo là 2-3 tháng nữa là về đấy. 2-3 tháng nữa về. Thế là tới này là cũng vẫn phải tách ra riêng. Nói chung cái công việc này sớm muộn thì cũng phải ra. Chẳng qua là bây giờ điều kiện cũng chưa có. Với lại hơn nữa là nhân tiện này, anh lên trên này là cũng trò chuyện như thế. Chỉ kể cả anh không lên thì các em chắc là vẫn phải ra ở riêng đúng không? Không sớm thì muộn, phải không? Vì là cái căn nhà để mà nói như căn nhà của em Dũ hiện tại thì để mà nói là hai cặp vợ chồng thì cũng hơi bất tiện ha. Em ngủ bên này hay là bên kia? Hai vợ chồng em bên này, hai vợ chồng chú thím bên kia. Đúng rồi anh ạ, kể là thấy như thế này, nếu mà một cái căn nhà nhỏ mà nhiều cặp vợ chồng sống trong thì nói chung là làm một cái gì đó cũng hơi bất tiện ấy. Hơi bất tiện. Không được thoải mái. Nói chung là không được thoải mái. Mình không nói là về những cái hai vợ chồng đi, mà mình điển hình như kiểu là dâu với dâu ấy, nó đúng nhiều rồi. Khi nó cũng nhiều cái nó cũng rất là khó nói, bất tiện. Nói chung là ở nhà ai cũng thế. Nói chung là
hai anh em ruột thịt thì nó chả sao, nhưng mà còn hai bên chị em ở tận đầu tận đâu nó gộp vào một thì đâm ra là ở một hai năm chả sao, nhưng mà lâu dần rồi nó cũng sinh ra chuyện này chuyện kia, cãi nhau rồi thì ông nấu cơm ông giặt đồ kiểu như thế nào thì cuối cùng nó cũng sinh ra cái chuyện này chuyện nọ. Như nhà mình có hay sinh chuyện gì không, như nhà em ấy hay là hiện tại vẫn bình thường? Nếu nhà thì nhà này nhiều nhau chống mấy nhà, nếu mà nếu ở từ thôi số thay thì chuyện gạo giờ ngắm chỉ khen nhiều thế à? Ờ, cái gì nhà này thì cái chỉ sẽ quay có hiểu ơn đạo thế, nhà này thì chỉ sẽ bù hiểu nhau này, thì này sẽ có hiểu ơn đạo thế này, chỉ có hiểu ơn thế này, nhà này chỉ sẽ bù hiểu nhau lúc chơi. Hiểu. Em dúa cũng vừa nói như thế này, cũng gọi là sống thì cũng nhiều mọi, nếu mà nhà cặp vợ chồng thì cũng như thế thật. Em cũng bảo là không hiểu đấy, kiểu là chú thím thì vợ chồng là anh cả thì cũng không nói cái gì nhiều, do là mình làm cái việc nhà làm ít hay nhiều cũng không nói, nhưng mà kiểu là chú thím thì cũng có cái gì nó không vừa lòng thì cũng gọi là cũng khó, gọi là làm dễ khó dễ chẳng hạn thế, giả sử như cái ghế hoặc là những cái gì mà nó ở gần đường thì cứ đá này đá nó rồi hơi khó. Dạng như là như dúa là hai vợ chồng là cũng đang gọi là ở tạm ấy mà. Thế sắp tới này tính là ông chồng về là có định tách ra đâu ở riêng hay như thế nào chưa em, hay là tính toán làm sao, hai vợ chồng trò chuyện với nhau chưa? Nếu nhà đi ớt tôi xin thì mỗi rõ các trở thể lý thì như gì của mình đó cho nhau nó suy tôi xa để dùng ít hơn cho nhau của nhau. Nhà đi dù xa mũ ở các tư chí mô tổng tư chí mô nhé mũ ở đây nếu ở lọt giáo phụ cho mình nhu á giáo thay nhiên lý tế phải là sư tư chí mô nhé mũ dân tổng ua này. Em dũa cũng nói là bây giờ chồng đi làm ấy thì cũng không được tiền bao nhiêu đâu, gọi là được một ít nhưng mà cũng gọi là về để giả cái tiền lãi 50 triệu đó, và trong khi đó thì cũng còn ba đứa con nữa thì là về nuôi các con nữa thì là không có một hai đồng nào để dư giả ra là để đi ở riêng như vậy, nên là cũng bảo là nhiều lần cũng nghĩ là đi làm để ở riêng cho thoải mái, nhưng mà cũng gọi là nghĩ để đấy thôi chứ không có tiền để đi làm nên là không làm được. Nên là chưa tính đến nữa. Chưa tính đến, cho xả như đi nhó. Nói chung về cái chỗ hoàn cảnh chỗ hai vợ chồng em dúa này cũng rất là khó khăn. Tuy nhiên tuy khó khăn nhưng mà theo em thấy là đi vào trong nhà thì cũng khá là tương tấp sạch sẽ, nói chung nghèo cho sạch rách cho thơm. Một cái điều đặc biệt hơn nữa đó là nương rẫy các thứ là cũng không bỏ một mét một, gọi là không bỏ một gốc nào đúng không, làm hết sạch à, đúng không? Có trồng hết không? Trồng hết ngô trồng ta trồng hết phải không? Trồng hết. Nhưng có mỗi một gói thì trồng hết được cũng đúng thôi nhá. Là không nhiều ấy. Nhiều bà con ở trên này mà nưa ít thì là như này, ngô ở trong nưa mà chưa vàng á, gọi là vừa mới có hạt thôi đi bể về luộc ăn hết, do là không có gì ăn. Nên là đã đi lấy ở nưa về ăn hết, đến lúc thu hoài là gọi là không có gì thu hoài nữa. Là thu hoài về một hai tháng là hết là đúng rồi. Nhắn này càng thứ gì đó. Thế thì hôm nay đến với hoàn cảnh của em thì cũng mỗi hôm mày đi phiên dịch các thứ thì anh cũng hỏi sơ sơ, nói chung hôm nay có em gì ấy, chú là chú đúng không? Chú. Thì cũng đi vào trong này thì mới biết nhiều hơn về cái hoàn cảnh của chỗ em dúa. Nói chung cái này thì cũng không phải là em gì giới thiệu vào đây để chia sẻ để giúp đỡ cho em dúa đâu các bác ạ. Cái này thì là em dúa đi cùng làm việc với team là mấy hôm, đâm ra là các bác nhìn thấy cái em thứ nhất là thật thà này, thứ hai là con cái cũng đông, và tiếp theo nữa là cũng nhà cửa mọi thứ cũng vất vả khó khăn ấy, chồng đi làm cũng lo trả nợ ngân hàng các thứ này kia, đâm ra là các ông các bà là cũng trợ giúp tiền, nên là hôm nay anh vào trong này có gọi là có công việc là như thế. Thì hôm nay nhá, anh vào nhà em dúa này, có mấy bác là ủng hộ cho em dúa đấy, em dúa ạ. Em dúa là như anh vừa nói là em vợ chồng á, ở đây thì cũng thật sự rất là thật thà và nhiệt tình luôn. Cũng thấy là đi giúp bà con làm nương mọi thứ là vợ chồng nhanh nhẹn á. Sắm lòng đi luôn đấy. Em ơi đi làm đường kinh khủng lắm các bác, đập đá thì thôi rồi nhà, làm nặng phết. Hôm vừa rồi còn cõng cả con đi đấy. Cõng cả con, với lại nói chung là làm một cái gì đó cũng rất là nhanh nhạy và chịu khó luôn. Nên là bà con không chỉ ai mà bà con ai cũng bảo là vợ chồng tuy là như thế, hoàn cảnh như thế nhưng mà rất là nhanh nhẹn và chịu khó ấy. Bảo đến cái gì cũng gọi là sắm lòng đi luôn đấy. Nhưng mà hôm đi cùng anh cùng chị là cho ai trông cháu? Cho ai trông em bé? Cho chú vừa nãy cho chú thế này vừa gửi tận dưới kìa. Vâng. Rồi rồi, thế là mọi hôm là cũng vất vả vơ nhỉ.
Thế là đi ra khỏi nhà là khóa cửa đấy đúng không? Ừ. Các cháu là xuống dưới kia. Vâng. Thế đi cùng anh bé mấy ngày. Mua được hộp sữa nào chưa? Hả? Mua được hộp sữa nào cho cháu chưa? Có. Có à? Nhưng mà chắc là dùng hết rồi phải không? Ok, anh bảo nhá. Đây, quay quay về đây với anh một tí nhá. À, cho các bác xem cho kỹ mặt. Nhà mình ngày hôm nay anh có lên ấy thì có cô Lan Quế Trung có giúp cho em là 50 đô nhá. Thì là có nhận được là 1.225.000. Cô Lan Quế Trung ở California ấy, cô ở bên Mỹ cơ. Đấy, cô có thấy hoàn cảnh của em cũng khó khăn vất vả. Hơn nữa là cũng bây giờ lên trên này tâm sự nhiều hơn nữa thì mới biết những cái khó khăn gọi là trước mắt và sau này em sẽ có thể là cần phải gánh vác nữa. Đấy. Tiếp theo thì cô chú Hà Cường, chú cũng giúp cho em là 200.000. Còn một chú, cô chú ở Vinh Lê nữa thì hiện nay là cũng chưa nhận được thì sẽ vào trong ngày sau. Nhà trước mắt là hiện tại là có 1.425.000 này nhé. Là giúp đỡ cho em Dúa. Vui mừng không em? Có ạ. Có à? Em cảm ơn các cô bác. Em cảm ơn anh chị ạ. Em đi cùng anh chị mấy hôm thôi. Các cô bác lại gửi tiền cho em tía không dám nhận. Vì là anh chị vẫn tha nhà em chơi thôi. Em vui lắm rồi ạ. Ai ôi, không sao. Cái này thì là các ông các bà là cũng thấy cái hoàn cảnh của mình khó khăn ấy. Thì là hôm nay là đến là cũng muốn giúp đỡ hai vợ chồng em phần nào. Cũng mong là thứ nhất là động viên. Và thứ hai là cũng mong là hai vợ chồng em sẽ vượt qua những cái khó khăn trước mắt này. Vì là thời gian sắp tới là cũng là một trong những cái thời gian hiện nay là cũng bắt đầu vào mùa giáp hạt rồi. Thứ nhất là như thế. Và tiếp theo thì như nhà em là một cái đặc biệt là hiện nay là đất đai nó có rất là ít. Nên đâm ra là trồng cây, trồng cối các thứ cũng gọi là trồng ngô ấy. Nó tỷ lệ thì gọi là thành ấy thì còn được ăn một tí. Nếu mà không thành thì chắc là cũng nhịn dài dài. Thế nên là thôi thì hôm nay quà cũng đã đến nơi rồi. Anh cũng xin phép là trao lại cho em thôi nhá. Đừng ngại nhá. Em chị anh không dám nhận. Thôi không sao đâu, không sao đâu. Anh chị cứ tha em thôi để em vui lắm rồi. Em không dám nhận. Thôi không sao. Cái này thì em cứ ấy như thế. Nói chung là có dịp thì anh chị sẽ lại lên thăm tiếp. Nhưng mà quà của các ông các bà ấy thì thôi em nhận cho các ông các bà vui. Thứ nhất là như thế. Thứ hai là trong gia đình mình vẫn còn rất là nhiều những cái điều sắp tới mình cần phải làm nữa, đúng không? Con cái các thứ nên là tôi cứ nhận lấy xong bắt đầu để mình chi tiêu vào những cái cần thiết cho gia đình nhá. Thế như bây giờ trong người em có đồng nào không? Dạ không có rồi. Không có rồi. Thế tháng vừa rồi anh chồng đã gửi về cho ít nào chưa? Gửi về mấy chai mua bao gạo cho cháu thôi. Mua một bao gạo. Thôi thì bây giờ thế này này, có cô Lan Quế Trung với chú Hà Cường nhé. Thì giúp 1.445.000 thì thôi em cứ nhận xong rồi em đi mua gạo cho con. Các ông các bà ấy thì là giúp cho con thôi, không nhận thì là nó lại tội cho các cháu. Đâm ra là thôi thì nhận xong thì mua cho các cháu cân thịt này, mua cho các cháu 1-2 bao gạo, nhất là cháu nhỏ hiện tại thì là vẫn còn ăn gạo thì mới được ấy. Thế nên là thôi cứ nhận xong thì lấy về cho các con, ok chưa? Nhá, thế nhá, bắt tay gái. Không sao nhá. Không đừng ngại. Vợ chồng của em Dúa thì kiểu là đi làm cho bà con một ngày người ta cho một ít ngô thì cũng gọi là cũng không dám nhận đấy. Cũng rất là khiêm tốn thì kiểu là thật sự thì gia đình sống rất là có phúc luôn. Nên là bà con cũng ai cũng rất là yên mến hai vợ chồng trẻ. Thế hôm nay là coi như là cũng là món quà bất ngờ đấy đúng không? Đấy, mỗi ngày đi cùng anh bé được phiên dịch xong rồi về là anh cũng đưa cho 100. Đấy, nói thật với các bác là như thế, nhiều thì mình cũng không có đâu. Nói chung là đi phiên dịch xong rồi về là tóm lại là anh cũng đèo đi đèo lại rồi, sang xếp các thứ là em cũng không ấy đâu, nhưng mà đại loại là giúp được một tí. Đúng bởi vì kênh anh nó điều kiện nó không có. May quá là có các ông các bà giúp đỡ được như thế này. Này em cầm giúp anh này. Một này. Chú Tiệp cầm hộ anh. Một này. Em đếm đi, đếm hộ anh luôn đi. Cho nó dễ. Bác có chưa? 1.445 nhỉ? 1.425. Vâng. 1.000.000 bao nhiêu rồi? 1.200. 1, 2, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.200.000. 1.250.000 nó. Vâng, 200 thôi, 200. 200, 1.200.000. 200. 300. 400 này. 425.
Đây nhá, của cô Lan Quế Trung thì có 1.225.000, còn của chú Hà Cường thì chú có 200 nhá. Tổng là 1.425.000. Giao lại cho em. Đây. Cứ cầm đi, ai cũng thế mà. Đây, thôi, em mới nhận lấy. Cầm lấy. Cắt xả. Cầm lấy. Đấy, xong rồi đây, cảm ơn các ông các bà. Anh chỉ gọi là kết nối thôi nhá. Cảm ơn các ông bà rất nhiều ạ. Các bà tiểu giúp cháu, cảm ơn các ông bà rất nhiều. Em đi cháu đi theo anh máy hô thôi. Các ông bà lại gửi tiền giúp cháu mua sữa cho các cô. Cảm ơn. Lần này là lần đầu tiên chưa ai đưa tiền lớn như thế này cho cháu. Các ông bà đưa tiền lớn như thế này thì cháu rất là vui. Cảm ơn các ông bà rất nhiều ạ. Ok. Có vẻ như là hơi du du phải không? Du đúng không? Hôm nay là chắc là cũng rất là mừng phải không? Vì cũng là lần đầu tiên coi như là đấy thì các ông các bà thì cũng ở rất là xa, như cô Lan ấy là cô ở tận hiện nay là cô đang làm việc tại nước ngoài cơ. Đấy, hôm năm vừa rồi là cũng về đây chơi đấy. Nếu mà được ấy thì năm tới cô về thì anh dẫn cô lên này thăm nhà, thăm cửa mình ha. Năm nay cô cũng về tiếp đấy. Xong ngày tiếp theo thì cô chú Hà Cường thì chú ở đâu đó ở Hà Nội thì phải. Chú cũng theo dõi qua những cái thước phim, cũng vài ngày em đi cùng phiên dịch ấy, thì cũng thấu hiểu được cái hoàn cảnh. Nói chung là em ấy thì cũng vất vả. Nói chung là ba con này còn lo nương dẫy này, trâu bò các thứ, ở nhà cũng nuôi con bò rẽ nữa mà đúng không? Vâng ạ. Ừ, thế thì rất là vất vả. Thế là hàng ngày là đi cùng anh về lại đi cắt cỏ bò hay là đi cắt trước xong ngày mới đi? Cắt trước cho ăn hết thì về cắt sau. Tức là đi sáng ra thì đi cắt cỏ bò xong rồi đi cùng anh cùng chị xong rồi chiều về lại cắt cỏ bò cho bò ăn. Vâng. Xong chăm con chăm cái nấu cơm nước. Vâng. Ở trên này thì bà con là nói chung là không có cái công việc gì để đi làm nhiều anh ạ. Kiểu là đi ngoài cái đi làm nương là giấy là không có gì để đi kiếm ra cái thu nhập nữa. Nên là rất là khó để kiếm ra cái đồng tiền. Nhưng mà em Dúa sẽ rất là hạn chế đi cùng team được các bác ạ. Thứ nhất là nhà cửa con cái thì nhỏ, tiếp theo thì trâu bò lợn gà nữa, và một cái quan trọng nữa là em Dúa không đi được xe máy. Mỗi lần đi nhờ em phiên dịch là toàn phải cửu ba thôi, đâm ra là những cái quà cáp các thứ là mình sẽ lại phải nhưng gọi là không lấy được. Và tiếp theo nữa thì gọi là đi xa ấy. Thường là anh cũng đi rất xa, có những cái nơi khu vực anh đi lúc thì Yên Minh, lúc thì Đồng Văn, lúc thì Mèo Vạc, lúc thì Cao Bằng, sắp tới này thì anh còn sang bên Du Già nữa. Thì các em thì cũng không thể đi theo được vì cái hoàn cảnh thôi. Nói chung là để mà nói là đi để mà kiếm thêm thu nhập thì chắc chắn là ai cũng muốn rồi đúng không? Nhưng mà thôi thì do hoàn cảnh mình không thể làm được thì cũng phải chịu thôi. Nói chung là đấy thì anh vào trong này thì anh sẽ tạo điều kiện cũng như tạo cơ hội cho em để hàng ngày em có một chút. Còn anh đi khu khác thì anh sẽ lại tạo việc cho bạn khác. Thì hôm nay là em Dúa trong rưng rưng nước mắt các bác ạ. Vì là lần đầu nhận được một cái khoản kinh phí rất là lớn từ các nhà hảo tâm. Qua đây thì con cũng xin thay mặt gia đình cảm ơn đến chú Hà Cương, cảm ơn đến cô Lan Quế Trung đã có một cái kinh phí, một cái nguồn tài trợ để đỡ đần cho ba mẹ con em Dúa qua những cái giai đoạn giáp hạt cũng như là giai đoạn rất là khó khăn này. Hiện nay là chồng con là cũng có đi làm thuê ấy, nhưng mà do là nhà cửa thì mọi người là cũng tóm lại nhà mình ấy cũng mất rất nhiều, nói chung mất ông mất bố mất mẹ rồi, gia đình thì cũng mồ côi từ nhỏ. Bên chồng em ấy nha, chồng em là từ lúc bố mẹ mất là chồng em là không biết được bao tuổi, chắc không rõ hả? Không rõ, không biết đấy. Không rõ mấy. Kể là chắc là em về sau mà về là bố mẹ mất rồi đúng không? Thế là mấy anh em khác ở đây ấy. Hình như là lúc bố mẹ rồi là anh trai mất xong là chỉ còn hai anh em thôi. Mà là chồng của em Dúa là chủ ấy. Quyết định ấy. Đúng rồi, bây giờ làm chủ gia đình. Bây giờ khẩu là hình như là vợ chồng em nắm mà đúng không? Nhưng mà là cũng không thể hai vợ chồng là cũng quyết định là ra thôi chứ không để cho hai em đi đúng không? Thế là ra riêng sau này ấy. Làm chủ thì làm chủ nhưng mà không làm được chủ trong nhà. Làm chủ của cả nhà ấy. Đúng rồi. Ok, bây giờ anh xin phép và chia sẻ qua căn nhà một chút nhé, để xem là nhà cửa mình như thế nào. Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên lên. Hôm nọ lên đó là cái căn nhà của bên ngoại, bên bà ngoại của em Dúa ấy các bác. Bên này là
là cái trái nhà cũng chưa có cái gì lợp vào đây à rúa. Vừa rồi này gió máy đây hả em? Phải không? Gió to phải không? Gió mưa chuối thế liền. Gió to. Hả? Ở đây gió ở trên cao này gió to không thốc vào. Có. May không đổ nhỉ? May là không đổ anh. Xóm mình cũng đổ rất là nhiều nhà đấy. Đổ rất là nhiều luôn đó. Nhà em rúa này còn ông trời còn thương. Nhưng mà là cũng nứt nát nhiều lắm rồi các bác ạ. Đây này, bên này này. Cái này là hình như là còn không có nóc hay sao phải không rúa? Bay hết rồi. Bay hết rồi. Thế là gió thổ ấy nhỉ? Thế này là mưa thì chả giỏ xuống đây hết à? Vâng. Giỏ không? Giỏ hết vào nhà. Giỏ hết xuống dưới nhà. Nếu mà nhà như thế này bị nước như thế này thì mong một lần mưa thì khắt nhà là bê bết luôn. Nước ở đây này, nó liền trưởng nó kéo dài từ kia sang đây luôn này. Xem con trâu con bò mấy con em? Một con. Một con à? Là đang nuôi để lấy phân vãi ngô đấy nhỉ? Cái này nếu mà không nuôi thì chắc là không có gì để đi trồng ngô. Đây này các bác ạ. Một con bò gà gầy ó. Mấy hôm nay đi cùng anh suốt như thế có chăm được bò không? Có, lấy một cáp một ít cỏ cho thôi. Lấy nước cho nó uống đều đều vào nhá. Không thì mai mốt đi cùng anh, mai mốt bò ở nhà lại gầy ngõm hay gì thôi. Người ta lại không cho nuôi ấy. Người ta không cho nuôi đấy. Người ta dắt đi nhá. Hôm nay là về đến thăm gia đình em rúa. Em rúa dạo này nhìn càng dần càng trẻ ra nhỉ, phải không em? Đúng không? Em bảo là hai mấy nhỉ, dứa nhỉ? 25 à. 25 à? Vâng. Thế hôm nay là vui nhá, có các bà là cũng giúp đỡ cho nhá. Có cô chú Vinh Lê nữa, cô chú cũng bảo là giúp cho nhưng mà hôm nay là cũng chưa tiền chưa tới, đâm ra là thôi thì hẹn vào hôm sau nhá. Để hôm sau lại đến thăm nhà tiếp. Thăm nhà tiếp, còn muốn anh chị đến thăm không? Có muốn lần thăm có quả này, muốn quá còn gì phải không? Có mỗi ông bà đến thăm không? Có. Khi nào có ông bà nào lên trên này thì cho vào nhà rũa thăm nhà nhá. Cho thăm nhà cháu luôn. Cho thăm luôn. Cho không? Có. Nhưng mà phải ở đây một hai ngày đấy. Được. Ngủ đây được không? Được. Ngủ ở đâu? Ngủ dưới nào cũng được. Thế hai vợ chồng em ngủ đâu? Dưới đất phải không? Ngủ dưới đất cũng được. Đây nhà cửa em rúa này nhìn cũng khá là đơn sơ thôi các bác ạ. Do là cũng không may thì bố mẹ mất sớm ấy, như câu chuyện em cũng đã nói rồi. Thì bây giờ mấy anh em thì cũng lớn cả rồi, lấy chồng lấy vợ rồi. Em chú thì có một cháu, còn chồng em rúa thì có ba cháu. Em chỉ thám chào các bác cái là xong thì khép lại thôi. Chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị. Cuối cùng mới thấy mặt nhỉ. Chào ông bà đi. Vâng, em xin chào tất cả ông bà, cô bác và các anh chị. Có lẽ là sẽ gặp lại lần sau thôi. Rồi, xong ngày là mình cũng mủ chê thôi nhỉ. Đây, bên này thì để chăn bò đấy. Món này chả để cho bò chứ đúng không? Cái này cho bò hả? Cho con bò thôi. Cho con bò. Xem nhà món gì. Phở vỡ. Phở nhưng mà không còn đấy. Thế rồi.